Kỷ niệm chỉ có ý nghĩa khi người ta chưa muốn từ bỏ. Sau ngày ta gặp nhau đến nay, mọi thứ xung quanh em đã đổi thay. Em đã chẳng mơ lòng mình để yêu thương ai đó, mà vì anh em đã biết nhớ biết thương. Vì chưa hạnh phúc rằng anh đâu có biết mỗi giây ở cạnh anh em cứ ngỡ giống như trong giấc mơ. Mong thời gian hôm nay trôi chậm thôi để cho xung quanh.